cất bước quay mặt đi vội vàng. Lưu Bích là một trong những nữ ca sĩ hải ngoại được yêu thích trong nhiều năm trở lại đây. Cô sinh ngày 28 tháng 12 năm 1968 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha của Lưu Bích chính là nhạc sĩ Lữ Liên, một thành viên của ban nhạc Tam Ca APT lừng lẫy một thời. Anh chị em của cô cũng là những ca sĩ nổi tiếng như Bích Chiêu, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lan anh Tú, Thúy Anh v.v. Họ đều nổi danh từ khi Lưu Bích còn rất nhỏ. Từ khi sang Mỹ định cư cùng gia đình, Lưu Bích bắt đầu bộc lộ những năng khiếu về âm nhạc và tạo được một dấu ấn với cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Mặc dù nổi tiếng và thành công trên con đường ca hát là vậy, nhưng Lưu Bích, em gái út của danh ca Tuấn Ngọc, lại có đời tư sóng gió nơi xứ người và vấp váp trong cuộc sống hôn nhân. Nghe như trong lòng em băng giá tái tê, mới hay rằng trái tim đã hiến dâng người. Đời em vô nghĩa khi lìa xa người ơi. Cơn giông tố nhỏ nhoi rồi sẽ phai tàn, xin bao dung để tình yêu mãi chưa chán. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, nhưng ngày bé Lưu Bích không biết gì về âm nhạc và kể cả khi định cư tại Mỹ, cô cũng không nghĩ mình sẽ là ca sĩ. Với sự khuyến khích từ anh chị em của mình, nhất là sự hướng dẫn của Khánh Hà, Lưu Bích đã bước chân vào nghề ca hát và góp phần vào sự nổi tiếng của gia đình cô. Năm 1983 đến năm 1984, Lưu Bích bắt đầu đi trình diễn cùng với ban nhạc The Uptide. Tuy nhiên, đỉnh cao danh vọng chưa đến với Lưu Bích ở thời điểm này. Những ngày đầu tiên, Lưu Bích là người chơi K-pop chính và là ca sĩ phụ họa cho ban nhạc. Tên tuổi cô em út Lưu Bích chỉ thực sự thành công được khán giả yêu mến kể từ khi tách ra solo và hát đôi với nam ca sĩ Tô Trấn Phong, là anh rể của cô, chồng của ca sĩ Khánh Hà. Lưu Bích đã phát hành nhiều CD song ca cũng như đơn ca cùng anh rể và nhanh chóng trở thành một ngôi sao thực thụ. Giọng hát của Lưu Bích từng khiến cho cố nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín phải rưng rưng nước mắt vì cảm động khi cô hát một ca khúc tâm đắc của ông trong một chương trình ca nhạc. Sau này, chính nhạc sĩ cũng chia sẻ rằng ông ít thấy ai hát có cái chất xuất thần hay như Lưu Bích. Trong lòng em băng giá tái tê, mới hay rằng trái tim đã hiến dâng người. Đời em vô nghĩa khi lìa xa người ơi. Cơn giông tố nhỏ nhoi rồi sẽ phai tàn. Là em út trong gia đình, anh chị ai ai cũng nổi tiếng. Đối với Lưu Bích, đó là niềm hãnh diện. Con đường làm ca sĩ cứ như trải sẵn trước mắt và cô chỉ cần nối gót theo sau. Tất nhiên ngoài năng khiếu, Lưu Bích đã nỗ lực trau dồi, học hỏi nên sau khi hát được một thời gian, tên tuổi của cô cũng theo kịp với anh chị. Lưu Bích không thấy mình thiệt thòi gì vì có một gia đình như vậy. Hơn nữa, dù đông anh em nhưng mọi người rất yêu thương, gắn bó khăng khít với nhau. Lưu Bích chia sẻ rằng cô được mẹ dạy phải biết sống tự lập và khi bước ra đời, anh chị em phải che chở và đùm bọc cho nhau. Cũng giống như các anh chị của mình, Lưu Bích khá đa dạng trong phong cách. Cô hát từ nhạc xưa cho đến nhạc Mỹ, nhạc trẻ, nhạc nhảy sôi động v.v. Tuy nhiên, gắn bó nhất với Lưu Bích có lẽ là những ca khúc nhạc Hoa, nhạc Nhật được các tác giả Khúc Lan, Nhật Ngân viết lời Việt ở giai đoạn đầu của sự nghiệp như Phượng Yêu, Xa Em Kỷ Niệm, Trái Tim Lầm Lỡ, Chiếc Lá Mùa Đông, Gió Cuốn Hoa Trôi, Tình Nồng, Sao Em Còn Ôm Gối Mộng, Một Thuở Yêu Người v.v. Đây là những sáng tác điển hình trong phong trào nhạc ngoại lời Việt những đầu thập niên 90 mà khi đó tiếng hát của cặp đôi Lưu Bích, Tô Trấn Phong được rất nhiều khán giả trẻ, sinh viên học sinh yêu mến. Kỷ niệm rồi sẽ phôi pha,
nụ cười. Xin anh đừng quên những yêu thương muôn đời. Cho nhau tình yêu trong nắng trong mưa hay trong mộng xưa, cho nhau thương nhớ trong những giọt lệ ua màu. Tình yêu hôm nay lênh đênh trên bến hay những sân ga, một ngày tình đau linh hồn bỡ ngỡ lạc về phương nam. Giờ tan cuộc vui đâu ai nhớ mãi khúc ca rộn ràng. Anh ơi còn đâu hạnh phúc đắm đuối giữa lối thiên đàng. Từ khi nổi tiếng, Lưu Bích bắt đầu xuất hiện nhiều trên hầu hết các băng video của Trung tâm Thúy Nga cũng như rất nhiều CD. Điều này đã mang tên tuổi của cô lên hàng đầu nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Lưu Bích vẫn thường xuyên hát tại các vũ trường ở Nam và Bắc California. Cô cũng thu âm CD với chị gái Lan Anh do Trung tâm Khánh Hà thực hiện. Tại hải ngoại, bên cạnh Tô Chiến Phong, Lưu Bích cũng được biết đến là cặp đôi ăn ý trên sân khấu với cả ca sĩ Nguyễn Hưng. Trên sân khấu, ca sĩ Nguyễn Hưng và Lưu Bích đã lột tả được hết sự chứa chan nồng nàn của một cặp đôi tình nhân, nên khán giả luôn thắc mắc liệu cả hai có nảy sinh tình cảm. Cũng có khán giả hỏi Lưu Bích rằng, diễn tình tứ với Nguyễn Hưng như vậy, vợ anh ấy có ghen tuông không? Lưu Bích cũng chia sẻ, cô đã nhiều lần gặp vợ anh Nguyễn Hưng, chị là người rất cởi mở, dễ thương và thông cảm cho công việc của chồng. Chưa bao giờ Lưu Bích thấy chị ấy ghen hay cấm cản chồng làm bất cứ chuyện gì liên quan đến ca hát. Một mai thức dậy, kỷ niệm rồi sẽ phôi pha. Mộng đẹp trôi theo giọt mưa đầy vơi. Mưa hãy cho ta nụ cười. Xin anh đừng quên những yêu dấu muôn đời. Trôi theo giọt mưa đầy vơi, mưa hãy cho ta nụ cười. Xin anh đừng quên những yêu dấu muôn đời. Những năm 2000, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì Lưu Bích lại vướng phải những rắc rối trong cuộc sống hôn nhân và dẫn tới ly hôn. Có lẽ do Lưu Bích mải mê với sự nghiệp ca hát quá nên sao nhãng cuộc sống gia đình. Sau lần đổ vỡ hôn nhân này, Lưu Bích vẫn luôn né tránh khi nhắc đến tình yêu. Cô từng chia sẻ rằng vì những sóng gió đó mà cô trở nên nhạy cảm, khó tính. Cô sống nặng tình nên không muốn chọn một cuộc sống chấp vá, tạm bợ cho qua tháng ngày. Một lần đổ vỡ nên hiện tại Lưu Bích tâm sự mình rất sợ tình yêu. Sống mà không có tình yêu thì cũng buồn lắm, nhưng một lần giang dở cũng đã làm cô mệt mỏi. Một khi chưa tìm được người bạn đời phù hợp, Lưu Bích xin chọn kiếp sống lẻ loi. Lưu Bích giờ chỉ mong muốn dồn hết mọi tâm sức để phát triển và theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình. Tình gọi nhau cuồng điên, xin đừng chia tay kỷ niệm chính. Còn mong mơ phút giây ban đầu.
sinh sống tại hải ngoại, nhưng mỗi năm Lưu Bích đều về nước để làm từ thiện và thăm người thân. Bất cứ lúc nào thấy khán giả nhận ra mình, Lưu Bích đều thấy cảm động vô cùng. Năm 2015 vừa qua, Lưu Bích đã về nước cùng anh chị mình là ca sĩ Tuấn Ngọc và Khánh Hà để tham gia đêm nhạc Đêm Tình Nhân 2 tại Hà Nội. Các bài hát mà Lưu Bích cùng các ca sĩ khác trình bày trong đêm diễn đa phần là các ca khúc gắn liền với tên tuổi như Chiếc Lá Mùa Đông, Còn Yêu Em Mãi, Hưu Hát Đời Nhau, Hoa Nào Không Phai, Một Lần Được Yêu, v.v. Lưu Bích luôn mong rằng khán giả sẽ đón nhận hết mình tấm lòng của cô. Giấc mơ không tên sao rực rào một mình. Vườn hồng đào kỷ niệm răng ký, nụ hôn tan theo tia nắng vừa sáng. Hỡi trái tim tan vỡ hay sống trong dài cờ, những ai ân rồi sẽ chìm vào thương nhớ. Con nỗi đau nào vắng hoài niệm nhân gian, nước mắt đêm mồ côi sẽ không còn mang. Hỡi trái tim lầm lỡ hay xót xa một lần, những giấc mơ nào cũng một thời say đắm. Con nỗi đau nào vẫn mịt mờ đêm xưa, những khúc ca rồi sẽ tan giữa chiều mơ. Từng làm live show tại Việt Nam, nhưng Lưu Bích cũng chia sẻ trong tương lai gần cô chưa có dự định thực hiện live show nữa. Có thể trong thời gian không xa, nếu có lời mời của một đơn vị nào đó hoặc có một chương trình hay và đủ hấp dẫn thì Lưu Bích vẫn có thể nhận lời để cống hiến cho khán giả mến mộ mình. Và gần đây nhất chính là chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phát sóng trên truyền hình, Lưu Bích đã xuất hiện và nhiều người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt. Để quên đi cay đắng của cuộc đời mang đến em, để cố quên đi rằng đời em thế thôi và tình yêu đã đến giờ đây quá muộn ra. Bao năm mình không biết yêu. Không chỉ nổi tiếng bằng giọng hát hay cảm xúc, Lưu Bích còn được công chúng yêu mến bởi một vóc dáng gợi cảm, một gương mặt trẻ đẹp không tuổi. Đã vào hàng U50 nhưng thời gian có vẻ không ảnh hưởng đến tuổi tác của cô. Lưu Bích từng được mệnh danh là người có đôi chân đẹp nhất làng nhạc hải ngoại. Nói về bí quyết làm đẹp của mình, Lưu Bích cho biết cô rất yêu thể thao nên chăm chỉ tập thể dục, mỗi ngày đều dành thời gian để chạy bộ bên ngoài cũng như tập ở nhà hay đến các câu lạc bộ tập luyện. Trong tình yêu thì đớn đau thêm nhiều vì tình trái ngang. Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi để cho em được yêu, yêu một lần đắm say, để quên đi cay đắng của cuộc đời mang đến em, để cố quên đi rằng đời em thế thôi và tình yêu đã đến giờ đây quá muộn màng. Ở tuổi U50, Lưu Bích vẫn xuất hiện thật bốc lửa, thu hút được mọi ánh nhìn ở các sân khấu lớn nhỏ. Cô khiến nhiều người phải bất ngờ trước vẻ đẹp năng động, khỏe khoắn cùng vòng eo con kiến của mình. Bây giờ cô đã trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp và hoàn toàn trưởng thành. Chắc chắn cô sẽ còn thành công hơn nữa trong lĩnh vực ca hát và làm rạng danh thêm cho gia đình của cô. Để cố quên đi rằng đời em thế thôi và tình yêu đã đến giờ đây.